Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ đi quay những anh em tàu cao tốc cho mọi người cùng xem nha. Đây là chiếc tàu đò các bạn, đi từ Bình Hòn về nha. Hiện tại thì mình đang ở bến tàu cao tốc Gạch Giá các bạn, thuộc tỉnh Kiên Giang nha. Ở xa xa trên kia thì có anh chai viên nó đang từ từ vô nè, còn khá xa nha các bạn. Mình sẽ xem anh này ảnh cập bến trước nha. Chiếc này thì chở hành khách với lại chở hàng hóa luôn nha các bạn. Hình như cũng có xe Honda nữa. Anh này anh đi Hòn Tre hay gì á, đi mấy cái hòn gần gần các bạn. Anh tàu đò thì anh chạy cũng tốc độ dữ lắm nha, cũng 40-50 km/h á. Kìa, ở sau lưng kìa, nhìn khá đã nha các bạn. Bến Gạch Giá nha, đi từ Bình Hòn về. Tiếp theo nha các bạn, đây là anh Chevin nha các bạn, hay còn gọi là chiếc tàu phà Thạnh Thới nha. Anh này thì vừa chở hành khách vừa chở xe Honda với lại xe ô tô luôn nha các bạn, 4 chỗ 7 chỗ gì đó. Anh này thì anh đi Phú Quốc nha. Anh chị em nào mà đi du lịch muốn đem xe theo thì đi anh này luôn nha. Hiện tại thì anh đang từ bên Phú Quốc chạy về cặp bến Kiên Giang các bạn, bến tàu cao tốc Gạch Giá. Qua dữ rồi, này là tàu hai thân, giống như là hai chiếc tàu mà được kết lại vậy nè. Cái màu xanh với lại cái màu trắng nhìn khá là đẹp. Ở chính giữa thì mình nhìn chỗ bên kia luôn nha các bạn, nước nó cuồn cuộn ở trong nè. Rồi vận tốc của anh thì cũng tầm khoảng 22 hải lý trên giờ nha. Quá đẹp. Anh đang giảm tốc độ để mà chuẩn bị cập bến nha. Đây, hành khách ở phía trước đây các bạn, ngắm cảnh nha. Hai bên. Chiếc này chở trên 300 hành khách và trên 150 chiếc xe gắn máy nha các bạn. Đang thả từ từ vô. Đi lên trên này mà trải nghiệm thì phải nói là rất là sướng nha các bạn. Vô gần sát bờ rồi chứ. Chuẩn bị cập bến nha. Quá đã luôn. Ảnh cập bến phía bên đây nha các bạn, để mà lên xe với lại xuống xe các bạn. Nhìn khá là đẹp.
Chiếc này là chiếc Chevin 10 nha các bạn. Đây là chiếc tàu cao tốc Super Đông nha các bạn, đang chuẩn bị quay đầu xuất bến nha. À này, anh đi Phú Quốc, Hòn Sơn hoặc là Nam Du gì nha các bạn, xuất phát vào buổi sáng nha. Sáng nay nắng đẹp quá trời luôn. Sáng nay nhìn ảnh tươi quá, đẹp quá trời đẹp. Đây là anh thợ sợ lặn nha các bạn, lặn ở vòng vòng bến tàu. Anh mò không biết mò cái gì nữa, mò cá hay mò sò gì đó. Chiếc tàu đò đi từ bên Hòn về nha các bạn. Quá đẹp luôn, chứ sáng này anh chạy tốc độ cũng trung bình nha. Tốc độ nhìn khá là đã nha các bạn.
Wow, có đèn luôn kìa.